thế Tom. Con tàu chim mình nó lại vô lận bị đang vào tác thì đang bật có chiếc quan không không phải như bạn đọc khắp mà là chúng sanh nghe trong một tác đây sao phải khen một tác cháu Nguyễn rất là sâu rộng bà đấy tôi nghe trong một tác có nhiên lắm với sinh phải vừa đề ngày văn hồn người có hàng ngày quan âm người như này cũng có hàng trong mình thâm hình để đọc khắp mình để đọc khắp sinh sinh tử. Nghe trong một tác đây nghe theo một tác phải hàng nguyện như quá chúng sanh chúng hóa độ hóa chúng sanh trong sanh tử cho nên số kiếp những kiếp số trong người đã song hành cho nên kiếp số những số kiếp trong người đã song hành bạn thấy không con quan sát chúng sanh trong cõi nhân quả này nơi có đất phương nơi có đất phương nam trong cõi đất của mình cư trụ anh chủ sẽ phương nam trong cõi đất của mình cư trụ dùng đất đá chân gỗ những các cái khám cái hắc trong đó có hai hồ vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúng đá thành thủ của ngài là thành bồ tát hai chỗ người đất ở được người này đất như là mười điều đồng sắt đúng đá thành thủ của ngài là thành bồ tát đốt hương cúng dường chân ngưỡng nên lấy ngài khen hai chỗ người đã ở được mười đề đất như là mười đề một là đất cái tốt mà hay là gì có người mãi ba là người đã chết sinh có chờ bốn người đã hiện còn sống sự đất nên là còn chúng tôi cả sao đâu không có tài năng nước và lửa bây giờ chờ sạch về hai tấn những sáng hát mộng cái này khi rất là có hàng hậu phải mười là hậu phải cá nhân và nếu không những sinh trong ngày sau và hiện nay ở trong chỗ của mình tự chủ có thể là ngày sau cũng như ngày nay mà tất nhiên thấy hành động đất như vậy biết nên là phải còn nước và càng và nếu hết tôm nhưng mà sao như có như có chúng ta là ở trong chỗ mình có chỗ cái điển này cùng mình tưởng có Bồ Tát chúng ta nói là có thể đọc trong cái này để có nhiều tưởng Bồ Tát phải có nhiều mình là có con trong lúc hồn người đó làm cho tất cả sẽ thay hỏi như nước lửa giảm cướp thì nó là nhỏ hay để thu sạch nó Phật bỏ ngày này khi nay đi hàng ngàn hoặc là có ông cái hàng khác ra bằng bị cái sao bị bắt ra trong cái vấn đề này nhờ ông hỗ trợ cho đến trước đó nó mẹ cha la gọi hóc cho đến khỏi cái đó nó mẹ cha la gọi hóc cổ báo đều nhờ đều thể nó sức hận của ông cả nên mà thương bày những sự tích của ngày đi tại một tế hài hài công đức hài hài quay hàng công đức của ông hẹn cho mình là trả hơn lớp hường này đi hẳn nhưng mà sao như có người nam người nữ nào có thể quyền thân của Bồ Tát còn là tổng kinh để cho bọn các bông đặt tổng kinh đến này chỉ có hai lần hay một việc trong kinh này thì Bồ Tát bông nguyện nó dạy hãy em nên dùng hãy em nên ủng hộ người đó để cho tất cả cho đây những sự tai nạn cũng như việc không ngờ ý đến như này ta cũng là để cho phải chịu cho phải những người mạnh hoặc những người đó cũng có hàng quý hộp của phẩm vua đế hết của chư thiên ủng hộ người đó tại sao rằng một cách tại sao lại ủng hộ cách này như thế sẽ lại một cách như thế thì là ủng hộ như nào tại sao lại ủng hộ một cách đơn là như thế cho vì những người đó chỉ muốn hành tẩu nhưng để hành tẩu của Bồ Tát và đạo tượng kinh điển không phải cái bàn này tự nhiên được giá ra khỏi biển khổ và chứng cảnh vô nước bàn vì thế là ủng hộ một cách đơn là như thế Ha ha ha, Bun Sắc Mô Đi Sô.